Cậu có đang nhầm lẫn giữa thần tượng và cảm giác yêu đương không? Cậu biết thế giới của anh Phong phức tạp đúng không? Anh Phong như là một người anh của tớ. Anh ấy rất tốt với tớ. Nhưng mà nếu để nói là yêu cậu thì tớ không yên tâm. Tớ đã gặp anh ấy để nói. Và hôm nay tớ cũng muốn nói với cậu để cậu không mắc sai lầm. Vân, có phải vì anh ấy là hai Win nên cậu thích anh ấy đúng không? Trong khoảng thời gian mà cậu không ở đây thì với tư cách là anh Phong hay là hai Win thì cả hai đều rất tốt với tớ. Nhất là anh hai Win, anh ấy động viên tớ vẽ. Lòng mà nói thì tớ từng nghĩ là tớ có tình cảm với một người mà mình không biết mặt, kiểu tình yêu trên mạng ấy. Rồi một ngày tớ biết anh Phong là anh Hai Win. Và sau đó thì tớ cũng không biết nói như nào nữa. Nhưng mà việc tớ có rung rinh với anh ý thật. Lúc đầu anh ấy bảo là đừng có thích anh ý, nên tớ cũng nghĩ là chuyện sẽ chả đi đến đâu đâu. Còn bây giờ thì tớ chỉ muốn cậu suy nghĩ kỹ thôi, để không giống như tớ hấp tấp vội vàng mà chẳng đâu vào đâu cả. Thế còn nhà cậu, mẹ cậu đã biết chuyện giữa cậu và anh ấy chưa? Dù sao cũng mới mà, tớ chưa nói gì cả. Một trăm này, bây giờ tớ có thể đối diện với cậu một cách bình thản và coi cậu là một người bạn. Tớ luôn mong những gì tốt đẹp nhất, may mắn nhất và thuận lợi nhất đến với cậu. Nhưng còn để trở về mối quan hệ trước đây thì tớ nghĩ là không thể. Cho dù là có anh Phong hay là không đi nữa. Tớ hiểu rồi. Hóa ra là tớ sai một ly, đi một dặm rồi đúng không? Thôi, ăn đi. Lát để tớ đưa cậu về nhé. Coi như đây lần cuối. Cảm ơn. Cảm ơn cậu. Chắc là không có dịp gặp lại cậu nữa. Tạm biệt ba chồng. Chúc cậu may mắn nhé. Tớ nghĩ là một người ấm áp như cậu nhất định sẽ tìm được một người dễ thương thôi. Ừ, hy vọng là như vậy. Một người giống như cậu. Ba chồng. Cậu vào đi. Tớ vào nhá.